Nó lên ra chỗ này là coi như là lồn nhà xong rồi. Nhà hết cái ống ra chai này các bạn. Hết cái ống ra chai rồi. Khỏi cứu luôn. Đúng rồi, nhựa khó gặp. Cho mấy nó quay thì mình sẽ cháy mấy cái coi nhựa này á, xe cứu hỏa mà về cứu cả. Chính mấy ai chính cái này nó trống, nó trống là không có làm được nhiều mà. Nãy giờ đâu làm nếu mà cái này mà có cứu hỏa thì chữa mà. Không cho lan nó thôi, quan trọng khỏi lan thôi. Này cứ cho cháy hết rồi. Mày cái lớn rồi dập kìa. Lửa này cháy ra cái. Cái nhìn rõ rõ luôn này. Đi vòng dưới đi vòng xuống dưới. Lửa này thì bó tay rồi. Này bó ngược lên rõ lắm. Cái vòi nước đấy thì xịt thì cũng chẳng ăn thua gì. Nước chúng tôi cháy vào đây rồi, hiểu không? Cháy vào cái khu vậy này. Mình lồn đi nhá. Ít nhẹ gió ngược lại vậy không? Nó 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 cứ rút trời luôn, nó nóng lắm rồi.